Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá bí gợi để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì hàng ngày kênh Boykin TV sẽ quay và cập nhật giá bí gợi cũng như một số loại nông sản ở khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng xem và tham khảo giá cả ở khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha quý anh chị và các bạn. Thì hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp nên là một số thương lái lại thu mua ở các tỉnh khác cũng như là việc vận chuyển hàng hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì do tình hình dịch bệnh và một số nơi áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội thì nói chung thì giá bí có thể thay đổi theo tiền nơi, thì khu vực cũng như tùy thương lái mua với giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì em chỉ quay và cập nhật giá ở tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng xem và tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì quay trở lại tình hình giá bí gợi hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2021, thì thương lái mua tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp với giá bí giá dao động tầm khoảng từ 6.000 đến 8.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì hiện tại là bí các bạn đang xem là bí tơ các bạn, mới bẻ một hai lứa, thì thương lái mua ở đây với giá là 8.000 các bạn tại khu vực Cồn Châu Ma. Thì thương lái mua ở đây cũng tùy từng loại bí, từng đợt hái cũng như từng đứa hái mà cũng có cái giá cả khác nhau nha quý anh chị và các bạn. Thì loại bí tốt, xấu, đẹp mà có giá cả khác nhau. Thì em chỉ quay và cập nhật giá tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây thôi ha. Thì quý anh chị và các bạn nào có xem bí, có xem video, có biết giá bí ở đâu hay là có bán bí, biết giá bí ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi nha các bạn. Thì cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.